Sự Chiến xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ở phần 1 chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những hoạt động tranh chấp chủ quyền biển đảo ở quần đảo Trường Sa của các nước trên khu vực Biển Đông. Tình hình tranh chấp diễn ra hết sức căng thẳng giữa các bên. Trung Quốc tận dụng tiềm lực về tài chính, quân sự để có ưu thế đóng chiếm rất nhanh các khu vực dù trước giờ chúng chưa hề kiểm soát bất cứ một hòn đảo, bãi đá nào trên quần đảo Trường Sa. Chúng để ngoài tai hết những dư luận phản đối của trong nước, quốc tế để có thể thực hiện được mục đích xấu xa của mình. Để đối phó với sự việc trên, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Hải quân nhanh chóng triển khai lực lượng để xây dựng các khu vực đảo, bãi đá mà Việt Nam đang sở hữu, đồng thời bằng các biện pháp linh hoạt ngăn chặn sự lấn chiếm của phía quân Trung Quốc. Và để bảo vệ chủ quyền, quân ta đã phải đụng độ, chiến đấu với quân Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma, Len Đao, Cô Linh. Sự kiện chiến đấu giành và giữ vững chủ quyền dân tộc này hiện nay chưa được truyền tải một cách chính thống rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Hôm nay Sự Chiến sẽ cung cấp những nét chính xác về cuộc chiến giành và giữ các bãi đá Trường Sa cùng với sự hy sinh của những người anh hùng lính hải quân Việt Nam. Nhưng trước khi đi tìm hiểu về chúng, Sự Chiến cũng rất mong các bạn ủng hộ bằng cách bấm nút like và ấn đăng ký kênh để cho chúng tôi có thêm nhiều động lực ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Trận chiến trên bãi đá Gạc Ma. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 3, một bộ phận công binh trên tàu HQ-604 được lệnh xuống đảo, tìm và lựa chọn địa điểm xây dựng công trình. Họ cũng chôn một cái cột để làm cột cờ khẳng định mốc chủ quyền. Đến 5 giờ thì 5 người gồm Thượng úy Nguyễn Mậu Phong, chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, Trung úy Trần Văn Phương, chỉ huy phó đảo, Lê Hữu Thảo, Hoàng Văn Trúc và Đậu Xuân Tư mang hai khẩu AK xuống đảo làm nhiệm vụ giữ cờ và bảo vệ cho công binh xây dựng. Trên tàu, Trung tá Trần Đức Thông gọi các đơn vị thức dậy để ăn sáng và chuyển vũ khí dưới hầm tàu lên lau chùi để chuẩn bị chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng trước. Khoảng 6 giờ sáng 14 tháng 3 năm 1988, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ, thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa của Trung Quốc chạy đến. Một tàu đầu ở xa, còn 3 tàu áp sát chừng 200 đến 300 mét. Tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu HQ-604 và bộ đội Việt Nam đe dọa và yêu cầu tất cả rút khỏi đảo. Nhưng công binh Việt Nam vẫn làm việc bình thường, chèo thuyền và chở vật liệu ra đảo xây dựng, còn tổ bảo vệ thì làm nhiệm vụ cảnh giới. 6 giờ 30, tàu Trung Quốc thả xuồng máy đổ bộ lính có trang bị vũ trang xuống đảo, gồm một chỉ huy mang súng ngắn, 48 lính mang AK, một lính mang điện đạm. Lính Trung Quốc bao vây theo thế dòng cung men theo bãi san hô, những chỗ dòng dây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng 1 mét. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc. Ngay lúc đó, chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu HQ-604 tiến về bảo vệ bãi để hình thành tuyến phòng thủ, hỗ trợ đồng đội trên đảo, không cho đối phương tiến lên. Tổ cắm cờ và giữ cờ Việt Nam gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh, do đang làm nhiệm vụ xây dựng nên chỉ có hai khẩu AK-47. Gần 40 chiến sĩ trên tàu HQ-604 xuống bãi hỗ trợ đồng đội cũng chỉ mang theo một số dụng cụ như xà beng, cuốc xẻng, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cờ trước lính Trung Quốc. Hai bên giằng co với nhau bằng tay không một hồi, sau đó sĩ quan Trung Quốc cầm súng lục, nổ súng bắn chỉ thiên, nhưng không có tác dụng, phía Trung Quốc bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Lính Trung Quốc nổ súng bắn chết Trung úy Trần Văn Phương, dùng lê đâm và nổ súng bắn bị thương hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh. Trước khi chết, Trần Văn Phương đã hô to: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng hải quân." Do hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi đá, tốc lính Trung Quốc trên đảo rút về tàu. Hai chiến hạm 502 và 531 lập tức khai hỏa, hỏa lực gồm đủ loại từ trọng liên 12,7mm, pháo 37mm cho tới pháo 76,2mm, pháo 100mm, có cả dàn ống phóng rocket 12 nòng, bắn vào tàu HQ-604 và cả lính Việt Nam trên đảo. Sau loạt đạn, gần như toàn bộ lính Việt Nam trên đảo bị tiêu diệt. Sau đó, tàu Trung Quốc quay sang bắn cả tàu HQ-505 bên đảo Cô Linh và HQ-605 bên đảo Len Đao. Sau đợt pháo kích, hải quân Trung Quốc lại cho xuồng đổ bộ sông về phía tàu HQ-604. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy quân còn lại trên tàu sử dụng các loại súng AK-47, RBD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, khiến nhiều lính Trung Quốc thương vong, buộc đối phương phải bỏ xuồng nhảy xuống biển bơi trở về tàu. Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn pháo 146 Trần Đức Thông, thuyền trưởng, đại úy Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu HQ-604 ở khu vực đá Gạc Ma.
Khi trời sáng rõ, quân Trung Quốc mới rút khỏi đá Gạc Ma. Lúc này trung sĩ Lê Hữu Thảo và một số người còn sống bơi ngược lại đảo tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. Chiếc xuồng vận tải bị đạn bắn thủng nên trung sĩ Thảo phải xé áo nhét lại để mọi người chèo xuồng chở thi thể thiếu úy Phương và các thương binh về hướng tàu H của 505. Đầu giờ chiều, xuồng của H của 505 đến hỗ trợ đưa mọi người về đảo Cô Linh. Trưa ngày 14 tháng 3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma, nhưng tàu Trung Quốc đã đi khỏi. Trận chiến trên bãi đá Cô Linh. 18 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu đổ bộ H của 505 thả neo ở mép đá Cô Linh. Thuyền trưởng chủ huy lễ cho toàn tàu ăn cơm chiều và gọi các sĩ quan họp riêng, nhận định sáng mai có thể đụng độ. Mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu và tăng cường đi ca, quan sát mục tiêu trên biển. Đêm hôm ấy, hầu như cả tàu tập trung ở phòng thông tin để chờ nghe các bức điện từ trong bờ gửi ra. Các tổ đi ca tăng cường người, tập trung quan sát phía Gạc Ma, bởi lúc chiều nhập nhoạn, nhìn qua ống dòm đã thấy tàu H của 604 thả xuồng đưa công binh vào bãi đá và ban đêm, đuốc trên bãi sáng lập lòe. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, thuyền trưởng chủ huy lễ báo thức toàn tàu và cử 3 tổ chiến sĩ bơi vào đá Cô Linh cắm cờ Việt Nam ở ba góc. Việc cắm cờ kéo dài hơn 1 tiếng do phải dùng xà beng phá đá san hô làm độ cắm. Khi cắm cờ xong thì trời tàn sáng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hai tàu khu trục của Trung Quốc từ phía đá Huy Cơ chạy xuống. Sắc qua Cô Linh và tàu H của 605 đang neo ở đá Len Đào. Khoảng gần 8 giờ sáng, hai tàu khu trục Trung Quốc liên tục nã pháo vào H của 505. Quả đạn pháo đầu tiên bắn vào buồng thông tin trên đài lái, sau đó là hầm máy, khiến hệ thống liên lạc bị cắt, khí khởi động tịch ngóm, máy bị hỏng phải thả trôi. Gặp gió mùa đông bắc thổi mạnh, tàu trôi xa khỏi đảo hơn 1 hải lý. Pháo 85, 100mm trên tàu Trung Quốc vẫn không ngừng nã đạn, khiến H của 505 bốc cháy, thân tàu thủng, nước tràn vào các khoang, dầu chảy ra lênh láng mặt biển. Mọi người trên bông tàu vừa dập lửa vừa bắn trả, nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu lúc ấy chỉ là pháo 40mm, không dễ tới được tàu Trung Quốc. Lúc này H của 505 đã nghiêng và có nguy cơ chìm, thuyền trưởng chủ huy lễ lập tức hội ý với ban chỉ huy tàu và quyết định phải sửa chữa bằng được máy móc để đưa tàu lên đảo, quỷ bãi. Dù bị thương nhưng máy trưởng Nguyễn Đại Thắng vẫn xông xáo chỉ đạo sửa máy. 8 giờ 18 phút tàu H của 505 trường được 2/3 thân tàu lên đá và dừng hẳn. Con tàu dài gần 100m, trọng 28m vừa yên vị trên bãi thì cũng là lúc tàu chiến Trung Quốc tiếp tục nã đạn. Thuyền trưởng chủ huy lễ yêu cầu mọi người hủy tài liệu mật, sơ tán khỏi tàu nhằm hạn chế thương vong, đồng thời chuyển vũ khí lên đảo để chuẩn bị chiến đấu. 9 giờ, các tàu Trung Quốc tấn công đợt 2 vào H của 505, khiến hầm dầu cháy lớn không dập tắt được. Cấp ủy tàu xác định có thể sẽ hy sinh tất cả, nhưng quyết tâm bám trụ đến cùng. Đến 9 giờ 30 tàu Trung Quốc mới kết thúc bắn. Nhìn qua ống dòm sang Gạc Ma thấy một xuồng chuyển tải đang nổi và bộ đội níu các vật nổi cứu nhau, thuyền trưởng chủ huy lễ cho hạ xuồng cao su bên mạn phải tàu, cử một tiểu đội chạy sang Gạc Ma cấp cứu thương binh. 15 giờ chiều xuồng đưa 45 thương binh về cập tàu, có thi hài thiếu úy Trần Văn Phương, thương binh nặng Đậu Văn Tư. Đúng lúc đó cũng có hai tàu khu trục Trung Quốc lẫn dẫn ngoài xa, phía mạn phải tàu. 16 giờ tàu H của 671 của Việt Nam treo cờ chữ thập lùi vào bãi nhận thương binh liệt sĩ đưa về đảo sinh tồn, để lại 9 cán bộ chiến sĩ bám trụ ở Cô Linh do thuyền trưởng chủ huy lễ chỉ huy. Nhờ việc quỷ bãi nên tàu H của 505 không bị chìm, chiến sĩ của tàu H của 505 đã hoàn thành nhiệm vụ giữ chủ quyền ở đảo Cô Linh. Sau trận đánh, thuyền trưởng chủ huy lễ vì thành tích trong chiến đấu ở đảo Cô Linh đã được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1989. Về tàu H của 505, Hải quân Việt Nam đã cố gắng cứu tàu để đưa tàu về quân cảng Cam Ranh sửa chữa, nhưng không thành. Tàu được thả cho chìm ở ngay gần đá Cô Linh. Xung đột trên đảo đá Len Đào. Tàu vận tải H của 605 hành quân đến đá Len Đào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ngay khi dự thả neo định vị tàu, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh cho một tổ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cắm cờ chủ quyền trên đảo chìm này. Tổ gồm Trung úy Phan Hữu Doan, thuyền phó làm tổ trưởng, và các chiến sĩ Trần Quang Ngọc, Vũ Văn Nga, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Thưởng. Xuồng được thả xuống, tổ cắm cờ theo xuồng để lên đá Len Đào. Tại đây cả tổ đã nhổ và dứt cờ Trung Quốc cắm phi pháp trước đó, thay thế bằng cờ Việt Nam, cắm hai lá cờ Tổ quốc trên hai đầu bãi để khẳng định chủ quyền. Sau khi cắm xong, thuyền phó Phan Hữu Doan lên tàu, chính trị viên tàu Khổng Ngọc Quang lên đá chỉ huy tổ giữ cờ. Khoảng 20 phút sau khi tổ chiến đấu của H của 605 cắm cờ chủ quyền trên bãi, tàu hộ vệ tên lửa 502 của Trung Quốc áp sát với khoảng cách 500 đến 700 mét, chỉ pháo sang uy hiếp.
chiến hạm Trung Quốc phát loa đe dọa buộc tàu Việt Nam phải rời khỏi vùng biển. Tàu HQ 605 cũng phát loa đáp lại, đây là chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui ngay. Mới chỉ qua lại vài câu, lập tức tàu Trung Quốc chĩa thẳng tất cả dàn hỏa lực vào tàu Việt Nam. Trước sự đe dọa cực kỳ nguy hiểm và bất tương xứng này, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn vẫn bình tĩnh, yêu cầu các chiến sĩ giữ vững vị trí. Sau khi đe dọa không thành công, chiến hạm Trung Quốc lùi dần ra xa khỏi tầm súng bộ binh của tàu HQ 605 và chuẩn bị tác chiến. Ngay lúc đó, các tàu chiến Trung Quốc sau khi bắn chìm tàu HQ 604 ở đá Gạc Ma lại kéo sang cùng tấn công tàu HQ 605. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn nhìn qua ống nhòm thấy tàu HQ 604 bốc cháy rồi chìm dần. Đến 7:50, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chuẩn bị lao lên bãi Len Đao vì biết sẽ khó tránh chiến sự tiếp theo. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm quyết định đó, máy tàu lại trục trặc vì đây là con tàu rất cũ kỹ. Các sĩ quan và chiến sĩ phòng máy Uông Xuân Thọ, Trần Văn Sáu, Hoàng Văn Nam lao xuống cố gắng sửa chữa. HQ 605 là tàu nhỏ, trọng tải 400 tấn, cao 13 mét, dài 49,5 mét, chuyên chở hàng hóa với quân số chỉ có 18 người, trang bị thô sơ gồm súng AK-B40. Thấy HQ 605 nổ máy, tàu hộ vệ tên lửa 556 của Trung Quốc điên cuồng bắn phá tàu Việt Nam. Loạt đạn đầu tiên nhằm vào đại lái, phòng chỉ huy, khiến trung sĩ báo vụ Bùi Duy Hiển hy sinh ngay tại chỗ. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn bị phỏng ở mặt và mảnh đạn găm sâu ở chân. Bị thương nặng nhất là thuyền phó Phan Hữu Doan, do ở gần vị trí pháo nổ làm cháy phỏng toàn thân và cả mảnh đạn găm sâu vào mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vị trí chiến đấu. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chặt neo, ủi tàu lên bãi Len Đao, nhưng đạn pháo Trung Quốc đã nhắm trúng khoang máy, khiến máy trưởng Uông Xuân Thọ, chiến sĩ cơ điện Trần Văn Sáu bị thương nặng, gãy chân. Đạn pháo phía quân Trung Quốc vẫn bắn như mưa theo kiểu cố sát. Tàu HQ 605 bị liệt máy, bất hiển dụng, bốc cháy dữ dội. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn hiểu rằng nếu trụ lại cùng con tàu thì tất cả sẽ hy sinh và chủ quyền đảo Len Đao cũng khó giữ được. Ông buộc phải ra lệnh mọi người rời tàu, bơi vào bãi Len Đao. Khi xuống biển kiểm tra quân số mới thấy thiếu Bùi Duy Hiển, quay trở lại leo lên tìm, nhưng tàu cháy dữ dội, thêm đạn pháo Trung Quốc bắn như mưa nên phải rời khỏi tàu. Suốt 4 tiếng đồng hồ trên biển, chiếc xuồng của tổ bảo vệ cờ trên đá Len Đao mới vớt được hết mọi người. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam dìu nhau lênh đênh trên bè, quyết tâm trụ lại với Len Đao, thề nếu hy sinh thì lấy xương máu mình làm bằng chứng chủ quyền cho Tổ quốc. Thuyền phó Phan Hữu Doan trụ được trên biển với đồng đội vài giờ thì hy sinh vì vết thương quá nặng. 8:20 ngày 14 tháng 3, hải quân Trung Quốc bắn mãnh liệt vào tàu HQ 605 của hải quân Việt Nam. Tàu HQ 605 bị bốc cháy và chìm lúc 6:00 ngày 15 tháng 3, thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo sinh tồn. Chiến dịch C-88, Việt Nam giành lại Len Đao. Sau trận đánh, Việt Nam lên kế hoạch giành lại các đảo với tên gọi chiến dịch là C-88, chủ quyền 88. Trong chiến dịch, chủ trương của Việt Nam là chỉ sử dụng các lực lượng dân tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây xung đột quá mức để Trung Quốc tạo cơ đánh chiếm toàn bộ quần đảo, bởi khi đó lực lượng của Việt Nam trên quần đảo vẫn còn rất mỏng, khó có thể chống đỡ nếu Trung Quốc huy động toàn bộ hạm đội Nam Hải đến tham chiến. Ngày 15 tháng 3 năm 1988, chỉ một ngày sau trận đánh, Việt Nam cho quân đóng giữ đá Núi Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Yết. Ngày 16 tháng 3, Việt Nam tiếp tục cho quân đóng giữ đảo đá Nam. Từ ngày 1 tháng 3 đến 20 tháng 4 năm 1988, Trung đoàn Không quân 918 thực hiện 10 chuyến bay ra Trường Sa quan sát chụp ảnh, thông báo tình hình đối phương trên biển về sở chỉ huy. Ngày sau trận chiến ở đảo Gạc Ma, các ngày 14, 15, 16 tháng 3 năm 1988, máy bay An-26 của Không quân Việt Nam đã bay ra Cô Linh, Len Đao trên sát trận địa, nhưng Trung Quốc cũng điều máy bay ngăn chặn. Ngày 30 tháng 3 năm 1988, Việt Nam quyết định tăng cường bay huấn luyện trên biển xa cho phi đội Su-22M nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển. Ngày 24 tháng 4, 3 chiếc Su-22M được điều từ Thọ Xuân, Thanh Hóa vào Phan Trang. Cuối tháng 6, có thêm 10 chiếc Su-22M nữa vào Phan Trang. Từ Phan Trang bay ra Trường Sa là gần 600 km. Thời điểm đó, phương tiện dẫn đường của Việt Nam chỉ có bán kính 300 km, nên sau đó phi công phải tự bay 300 km nữa mà không có dẫn đường. Giữa biển cả, việc xác định vị trí là cực kỳ khó khăn, không có địa tiêu nào để phi công dựa vào phán đoán tọa độ, thời tiết lại hay thay đổi đột ngột. Các đơn vị Su-22M phải khắc phục rất nhiều khó khăn và cả nguy hiểm để huấn luyện cấp tốc việc bay ra đảo Trường Sa. Một tháng sau sự kiện ngày 14 tháng 3, con tàu không số của lữ đoàn 125 chở theo 35 lính công binh và 7 lính hải quân của đơn vị C-7D3. Lữ đoàn công binh E-83 do tư lệnh dùng 4 hải quân chỉ huy quay lại quần đảo Trường Sa. Vũ khí chỉ có súng DKZ, B-40, AK, lựu đạn bỏ dịch, mình chống tăng.
Điều đặc biệt nhất là mỗi chiến sĩ đều được phát sẵn một bao tử thi để chuẩn bị sẵn cho mình nếu hy sinh. Từ 2 giờ sáng, Hải quân Việt Nam bí mật cho xuồng nhỏ vào thăm dò, rồi tiếp cận Lendau và Gạc Ma. Tuy nhiên, lính Việt Nam chỉ có thể cắm cờ lên đảo Lendau. Tại Gạc Ma, phía Trung Quốc đã xây nhà cấp tốc và giăng lưới điện xung quanh đảo, nên các chiến sĩ không tiếp cận được. Buổi sáng, phát hiện Việt Nam cắm cờ ở Lendau, Trung Quốc cho 7 tàu chiến và vô số xuồng nhỏ bao vây đảo. Trận chiến rất dễ xảy ra giống như một tháng trước, nhưng lúc này 7 máy bay chiến đấu Su-22M của Việt Nam bay từ đất liền ra quần đảo. Thấy máy bay chiến đấu của Việt Nam, ngay lập tức phía tàu Trung Quốc tản ra. Bộ đội Việt Nam tiếp tục xây dựng công sự và bảo vệ vững chắc đảo Lendau cho đến ngày hôm nay. Tổng cộng trong chiến dịch xe của 88, Việt Nam đóng giữ thêm 11 đảo chìm. Tháng 11 năm 1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực DK1 ở thềm lục địa phía Nam. Kết quả của cuộc hải chiến Trường Sa. Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, phía Trung Quốc thống kê họ đã bắn tổng cộng 285 viên đạn pháo 100mm và 266 viên đạn pháo 37mm, chưa kể các cỡ đạn nhỏ hơn. Phía Việt Nam chỉ có tàu vận tải nên không có pháo để bắn trả, chỉ có thể bắn trả bằng các loại vũ khí cá nhân như AK-47 và RPG-7. Thiệt hại của Việt Nam bao gồm 2 tàu bị bắn chìm, 1 tàu bị bắn hỏng. Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, đã có 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma. Chỉ có 8 người được đồng đội kịp mang xác về, 56 người phải nằm lại. Trong trận hải chiến Trường Sa, Học viện Hải quân Việt Nam có 2 học viên, Kiều Hồng Lập và Nguyễn Bá Cường, hy sinh trong lúc tham gia thực tập và chiến đấu trên tàu H của 604. Hiện nay vẫn còn lưu giữ hình ảnh tại nhà truyền thống của học viện. Nhờ hành động dũng cảm của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và tập thể tàu H của 505, tàu Việt Nam nằm trên đá Cô Linh và giữ được bãi đá ngầm này. Trung Quốc chiếm đá Gạc Ma từ ngày 16 tháng 3 năm 1988 và vẫn giữ cho đến nay. Những hoạt động sau cuộc hải chiến 1988. Khoảng một tháng sau trận hải chiến tại Gạc Ma, Hải quân Việt Nam đưa 35 công binh và 7 thủy binh cùng vật liệu xây dựng. Một số vũ khí bí mật đổ bộ trong đêm lên đá Lendau xây nhà đánh dấu chủ quyền. Lặp lại kịch bản Gạc Ma, trong ngày Trung Quốc đưa 7 tàu chiến và nhiều xuồng nhỏ bao vây uy hiếp số quân Việt Nam trên đá. Tuy nhiên lần này Việt Nam cho 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22M từ đất liền bay ra phía đá hỗ trợ, nên số tàu chiến của Trung Quốc tản ra, đụng độ không nổ ra. Phía Việt Nam giữ được đá và hoàn thành việc xây dựng nhà trên đá. Ngày 7 tháng 5 năm 1988, tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đã đọc lời thề. Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc thân yêu của chúng ta. Từ ngày 24 đến 29 tháng 10 năm 1988, quân chủng Hải quân Việt Nam sử dụng một phần lực lượng không quân phía Nam tham gia đợt diễn tập di chuyển quần đảo Trường Sa mang tên CG-88 trong tác chiến phòng thủ. Địa điểm diễn tập là căn cứ Phan Trang, Cam Tranh và vùng biển hai tỉnh Phú Khánh, Thuận Hải. Lực lượng tham gia có phía đội cường kích Su-22M, trung đoàn 923, hai trực thăng Mi-8, trung đoàn 917, hai vận tải cơ An 26, trung đoàn 918. Phía đội Su-22M luyện tập phương án tấn công tiêu diệt và ngăn chặn đội hình tàu hải quân đối phương trên biển, chi viện yểm hộ cho tàu hải quân phản công chiếm lại đảo. Tiêm kích Mi-21 hộ tống bảo vệ đội hình tàu hải quân và phía đội Su-22M, máy bay An-26 làm nhiệm vụ trinh sát, chụp ảnh, chuyển quân và Mi-8 tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 1988, Hải quân Việt Nam đưa quân ra đóng giữ tiếp 11 bãi đá ngầm khác. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/N của Tư về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía Nam, khu DK1. Ngày 5 tháng 7 năm 1989, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 180UT về việc xây dựng cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi tắt là DK1, xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này. Từ tháng 6 năm 1989, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè. Sau cuộc xung đột này, hàng loạt các cuộc xung đột nhỏ giữa các nước để chiếm giữ khu vực quần đảo Trường Sa vẫn diễn ra. Đến hiện nay, công tác đấu tranh giành và giữ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là nhiệm vụ lớn, quan trọng được các cấp lãnh đạo đảng nhà nước quan tâm. Lực lượng Hải quân Việt Nam đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ đảo để mang lại bình yên cho chủ quyền lãnh thổ đất nước. Sự chiến cũng rất trân trọng và biết ơn những người đã nằm lại để giành giữ lại từng tấc đất tổ quốc. Và các trang sử Việt Nam sẽ còn ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của đất nước để phát triển một Việt Nam hùng cường.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Sự Chiến nhé. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.